Hello, xin chào tất cả các bạn. Ở video trước thì mình có chia sẻ về bài học quý giá từ lần đầu tiên mua vật cầu lông của mình diễn ra như thế nào. Thật sự được các bạn ủng hộ rất là nhiều, mình thấy rất là vui luôn. Chắc là có rất là nhiều bạn đồng cảm với mình, chắc là cũng có lần đầu mua vật phát tí xíu. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Rồi, thì trong video cuối đó mình có nói là tiếp theo mình sẽ kể về cái lần đầu tiên gãy vật cầu lông của mình nó diễn ra như thế nào. Cái lần đầu tiên gãy vật của mình nó cũng lâm ly bi đát, không hề kém cái lần đầu tiên mua vật luôn các bạn ơi. Rồi, video hôm nay đó chính là nội dung này nha. Vô. Rồi thì hồi xưa lúc mà đánh cầu lông ở 3 năm cấp 3 là năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12 là mình chưa từng bị gãy vợt các bạn nha. Đó, cái lần đầu tiên mà mình gãy vợt là bắt đầu vào năm nhất đại học. Là hồi xưa là mình chỉ đánh giao lưu với những cái bạn học sinh trong trường thôi, mình chưa có đi ra ngoài đánh. Là năm nhất đại học là mình mới bắt đầu mình ra ngoài mình đánh cọ sát với những cái nhóm ở bên ngoài. Hồi xưa là đi đánh nhóm cầu lông của mấy cái chú lớn tuổi thôi các bạn, mà mình đánh theo dạng là mình đánh chơi với bạn bè thời học sinh, mà cái mình ra nhóm là mình đánh là người ta bắt đầu người ta đánh hơn thua các bạn, mình bắt đầu mình bị ngợp nhiều quá đó, nên là thành ra mình bắt đầu mình tham gia mấy cái nhóm đó, mình đánh dần trình mình mới nâng lên được các bạn nha. Hồi xưa là lần đầu tiên lúc mà mình mới ra mình đi đánh mấy cái nhóm mà buổi tối là nhóm đánh vãng lai các bạn, mấy người đó trình chừng trung bình yếu thôi mà vô đánh là thở không nổi luôn á. Thì mình vẫn nhớ như in là cái lần đầu tiên gãy vợt đó chính là mình gãy ở cái nhóm đánh cầu vào buổi tối đó. Như các bạn thấy là trên tay mình đây là một cái cây vợt Abac Zitler, cây này là cực kỳ nổi tiếng nè. Mà hình như là cái cây Zitler mới cái màu nó khác rồi, còn cây này là cái cây Zitler cũ hồi xưa của mình. Và cái này là nó đã bị gãy ở đây nè các bạn đó. Nhưng mà cái lần gãy vợt đầu tiên á, nó không phải là cây Abac Zitler, phải chi nó là cây Abac Zitler này á thì giá vợt nó cũng có 1 triệu à. Phải chi nó gãy cây này á thì cũng khỏe các bạn. Cái cây vợt đầu tiên mà mình làm gãy, giá trị của nó cực kỳ cao, 3,5 triệu, 3,6 triệu. Và cái thời điểm đó là 6 năm về trước đó, mình mới học năm nhất đại học mà mình còn xin tiền ba mẹ, mình chưa làm gì ra tiền hết trơn mà mình gãy một cái cây vợt tới 3,5 triệu. Nó chưa ghê gớm nữa các bạn, mà mình gãy cái cây vợt đó lại không phải là cái cây vợt cầu lông của mình. Thì hồi xưa lúc mà mình đi học á là mình học trên một cái bạn kia một khóa, và được cái là cái bạn đó là khá giả đó, nên là thành ra là những cái cây vợt hot ở cái thời điểm năm 2016-2017 là mày nói mua hết trơn á. Nếu mà bạn nào theo dõi thị trường cầu lông nhiều á thì vào những cái năm là 2016-2017-2018 là cái dòng vợt hot nhất cái thời điểm này, đó chính là cái dòng vợt Volchic và Dura. Thời điểm này là cái dòng mà Astrox chưa có hot được bạn nha, mặc dù cái cây Astrox 77 Century nó có ra rồi nhưng mà không quá hot. Đến năm 2018 gần 2018 trở đi á thì nó mới bắt đầu hot dần lên. Thì tại cái thời điểm này nó có sắm cho mình một cái cây vợt phải gọi là cực kỳ xịn luôn, đó chính là cái cây Yonex Volchic 80 Etun. Volchic 80 Etun là cái cây vợt đỏ rực các bạn, và nó có những cái Etun là nó có thêm những cái dãy gen như thế này ở trên bên trên cây vợt nè. Và cái cây vợt đó cái thời điểm đó là giá rất là cao. Volchic 70 Etun là được anh Tiến Minh sử dụng nè, rồi cái cây Volchic 80 Etun nó còn cả cao cấp hơn cây vợt đó luôn. Rồi xong rồi nó mới tới là Volchic với Phật 2 là sẽ giá cao hơn. Và sư lúc mà mình thấy nó sắm cây vào đó là nó đập cực kỳ mạnh, mình thấy nó đánh một thời gian xong, xong đó là mình có mượn nó mình chơi trải nghiệm. Lúc đó là mình học 12, nó học lớp 11, ở trong một cái thời gian mình đánh, nói chung là mọi thứ nó rất là bình thường. Sau khi mà tốt nghiệp cấp 3, không biết là cái xui rượu trời, xui quỷ khiến gì đó là hai anh em đi đánh cầu chung với nhau, cái thằng em mình nó về cái mình thấy là cái cây vợt nó nay mình cầm mình đánh ngon quá, cái là mình mới mượn nó về, mình nói là em ơi cho anh mượn cây vợt này, anh đánh có gì bữa sau lên anh gửi lại cho nha, anh hứa là anh giữ gìn kỹ cho. Thằng em mình nó ok, nó rất là thoải mái về cái chuyện mượn vợt hay không. Một phần nữa là già nó cũng có điều kiện các bạn, mà nó hồi xưa là nó có cả Volchic 70 Etun và Volchic 80 Etun luôn. Cây Volchic 80 Etun nó sắm về nó đánh được, nhưng mà khi mà đánh tới cuối giờ thì cái cây nó nặng và nó cứng, đánh bị đau vai á, nên là nó muốn sắm thêm cái cây 70 Etun nữa để nó đánh ở những cái buổi mà nó yếu, tại cái cây 70 Etun là nó sẽ nhẹ hơn và nó đỡ cứng hơn. Thì mình mượn cái cây 80 về mình đánh, và câu chuyện bắt đầu từ đây. Đó là mình mang cái cây vợt này lên mình đánh cái nhóm phong trào buổi tối, như nãy mình có kể nhóm trình trung bình yếu mấy chú đánh thôi. Thì vô một cái pha đánh đỡ cầu giữa, mình nhớ là mình đứng ở phía bên trái mình đây, và cái chú kia là đứng ở bên phải. Thì bên kia đập cầu vô giữa bạn, là mình bắt đầu mình có một cái pha mình đỡ như thế này nè, đã đỡ cái pha cầu lên đó, cái vợt đã đỡ lên rồi, và chú đó đã tán thẳng cái cây vợt chú đó vô cái phần cạnh vợt của mình luôn. Và các bạn biết rồi, cái cây vợt từ phía sau nó tán tới cây vợt phía trước thì cái lực nó rất là mạnh đó, mà mấy chú mình cái rồi nghe một cái bang cái nhìn lại thấy cây vợt méo xẹo luôn. Lúc đó cái mặt mình chắc nó xanh như cái tàu lá chuối luôn á, biến sắc, thật là biến sắc luôn đó. Lúc đó mình bấn loạn các bạn, tại vì lúc đó là mình mới học năm nhất đại học, ba mẹ còn tài trợ cho mình đi học nè, mình chưa làm gì ra tiền hết trơn á, mà mình lại làm gãy một cái cây vợt nó giá trị như vậy. Mà thêm cái nữa là thằng em nó quý mình, nó cho mình mượn, mà mình hứa với nó mình giữ gìn kỹ,
mà mình lỡ tay mình mượn mình đem đi đánh sao mà mình làm nó gãy cái vợt, và lúc đó mình bao nhiêu cái cảm xúc nó dồn lại bạn, mình không biết giải quyết sao hết trơn á. Về nhà mình thấy rất là buồn, mình thấy rất là buồn về cái điều mà mình đã làm như vậy. Mình không có trân trọng cái cây vợt của thằng em mình lỡ làm gãy. Mình cũng nhắn nó các bạn, xong rồi là nó cũng thông cảm như mình. Nói chung là mình giải thích rõ ra là anh không có cố ý đâu, mà anh không ngờ là khi mà ra ngoài đánh hơn thua dữ quá đó, nên là họ cứ hết ga hết số, họ phang giữa luôn, thành ra là cái cây vợt nó bị gãy đó. Rất là buồn về cái đó, nhưng mà thằng em nó cũng thông cảm như mình, cái nó mới nói là thôi cái cây vợt đó thì em cũng đánh qua tầm 2 năm cũng hơi chán rồi anh, kiểu như nó phần nào nó an ủi mình chứ bạn. Nhưng mà thật sự là mình biết nó quý cây vợt lắm, tại vì giữa cây Vonchit 70 Etoon với cây Vonchit 80 Etoon là nó toàn đánh cây 80 không à, lâu lâu nó mới đánh cây 70, nên là mình biết nó quý lắm. Mình mới hỏi lại là để anh trả lại giá cây vợt đó cho, nhưng mà kiểu như là mình trả chậm các bạn chứ lúc đó mình đâu có tiền đâu mình trả liền. Cái nó nói là thôi anh được rồi, không có cần trả lại đâu, mà cái mình cái cứ một hai là mình đòi trả các bạn, tại chắc chắn phải trả rồi chứ, mình làm gãy cây vợt quý của người ta mình phải trả chứ. Cái em nói là ok anh, vậy anh đền cho em một nửa giá thôi là 1.700.000 đó. Thì hồi xưa cái cây đó mình nhớ nó mua là 3.500.000, 3.600.000 lần, thì nó kêu mình đền một nửa giá là anh đền cho em 1.700.000 thôi. Thì lúc đó mình cũng đi làm thêm rồi mọi thứ, cái đó là làm vừa đi học vừa đi làm, là làm part time các bạn, một tiếng chừng 10,000+ à, thì cứ cố gắng làm, cố gắng làm vậy. Là mỗi tháng là mình gửi nó lại 500, mình nhớ là tới cái tháng thứ 3 mình mới trả hết cho nó. Cái tháng thứ 3 là mình trả 700. Đó, một tháng 500 là 2 tháng là 1.000.000, là tháng thứ 3 là 700 nữa là đủ 1.700.000 trả cho nó. Đó, phải trả dạng là làm gãy vợt mà phải trả góp nữa. Thật sự là cái câu chuyện nó kể ra nó buồn các bạn. Cái cây vợt đó hiện tại mình nhớ là cái cây Vonchit 80 Etoon, nó hồi xưa là nó gãy một lần là đi hàng lại đánh tiếp, mà sau này nó lại bị gãy thêm một lần nữa, nên là thành ra cái cây vợt đó là có người xin mình là mình cho cái cây vợt đó luôn. Tại xưa là gãy cây vợt đó thằng em nó cũng đưa cho mình luôn đó, mình đi hàng lại mình đánh, sau này nó gãy thêm một đợt nữa, xong rồi là có bạn của mình xin á, bạn của mình xin về hàng đánh tiếp, tại vì nó gãy 2 lần rồi đánh gì nữa, nên là thôi mình cũng thân với bạn đó mình cho nó luôn. Cái bài học mà rút ra về cái lần đầu tiên gãy vợt của mình á, khi mà các bạn đang đánh ở trong trường là mọi thứ vui vẻ trong trường lên, các bạn đi đánh bắt đầu đánh hơn thua, đánh phản lai đủ mọi thứ á, thì các bạn nên đánh những cái cây vợt giá nó giá trị nó rẻ rẻ thôi. Bởi vì khi mà vô những cái nhóm này á, thì cái người chơi họ đánh họ hơn thua, cái tính hơn thua họ cao lắm, cái pha cầu nguy hiểm rủi ro gãy vợt á, thì họ cứ hết ra hết số họ chơi, chứ họ không có đánh như mình là bỏ cầu giữa mấy cái trái nào khó quá là mình bỏ mình sót cây vợt của mình, không có đâu bạn. Họ cứ hết ra hết số họ đánh thôi. Hơn thua mà mình thấy là khi mà các bạn mượn cây vợt của bất kỳ ai, các bạn đi trải nghiệm các bạn test á, thì các bạn phải giữ cái cây vợt đó, nó quan trọng hơn cả cây vợt của mình. Mình mượn của người ta, mình xin được người ta cho mình mượn là nó quý lắm. Đánh mình phải trân trọng cây vợt đó chứ đừng để tình trạng như mình là xảy ra hơn á, là thằng em nó quý mình, nó không có để là cái tình em lại nứt. Có những người mà em mình thấy á, là mượn cây vợt đánh xong mà là lỡ mà đánh gãy vợt cái á, là cạch mặt nhau được mọi thứ, nó lum la nó ghê lắm á. Nên là khi mà các bạn mượn vợt của bất kỳ ai các bạn đánh á, thì mình nghĩ là các bạn khi mà các bạn muốn mượn vợt ai các bạn đánh á, thì các bạn nên mượn ngay tại sân cái người đó đánh chung nhóm với mình, các bạn đánh luôn. Rồi thứ hai là các bạn nên đánh chung những cái người mà hợp rơ với các bạn. Các bạn đánh chung mà hợp rơ, xưa giờ mà mình đánh chung với người đó mình thấy là nó không có bao giờ bị cạch vợt, bị chày vợt hết, người ta hiểu ý mình á. Chứ không là các bạn, nếu mà các bạn muốn mượn đánh thì các bạn mượn vợt thôi là được rồi. Chứ vô đánh thường thường là vô đánh là nó hơn tính hơn thua cao, nó cạnh tranh, nên là ở những cái pha cầu giữa là khả năng gãy vợt cao lắm. Còn phần đó các bạn chủ động luôn, khi mà các bạn mượn vợt các bạn test đó, các bạn chủ động luôn là những cái pha cầu nào đỡ giữa mà khó quá, nó kẹt quá thì các bạn thôi các bạn bỏ đi, tại vì đánh vui vẻ mà. Mong là qua cái video chia sẻ về lần đầu tiên gãy và cầu lông của mình sẽ mang đến nhiều cái thông tin hữu ích cho các long thủ. Tại vì thường thường mình thấy là va chạm vợt trên sân đó, nó rất là nhiều, còn thường là ở những cái pha cầu đánh giữa thôi, nó chỉ chốc sân thôi là gây đến cái sự khó chịu cho cái người mà mình mượn vợt rồi, nói chi đến gãy vợt nữa đó. Rạn nứt tình anh em cầu lông trên sân. Và cây này thì mình gãy là mình nhớ là vào năm 3 đại học đó. Còn cái cây gãy đầu tiên của mình đó chính là cây vợt Vonchit Vonchit 80 Etoon. Mày tính ra mình có duyên. Hồi xưa lúc mà tính ra hồi xưa mình có duyên với cây Vonchit 80 các bạn. Lần đầu tiên mua vợt phát cũng là cây Vonchit Vonchit 80, xong rồi lần đầu tiên gãy vợt là cây Vonchit 80 Etoon. Trời ơi. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.